Và đây chính là cổng vào của khu đô thị Hồng Thái. Em vừa mới vào cổng được khoảng 50 mét. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài lô đất ở khu đô thị Hồng Thái. Thì nó ở phía bên kia. Đấy, thì ngay ở khúc cua đầu tiên chúng ta sẽ vào. Thì vào đến vị trí lô đất ở đằng sau cái nhà kia. Đó. Thì cái lô đất này thì nhìn hướng ra phía nhà văn hóa. À, lô này thì thời gian gần đây thì chủ có báo là không bán nữa hoặc là đã bán rồi như thế nào đấy, tuy nhiên là cái lô này đang ngừng giao dịch. Thì trong video này thì vẫn là giới thiệu cho anh chị những cái coi như là một cái cập nhật giá của khu đô thị Hồng Thái để anh chị có thể nắm được ở thời điểm là giữa tháng 6 năm 2021. Ngay ở khúc cua đầu tiên thì chúng ta sẽ rẽ phải này. Thì các cái lô đất ở khu đô thị Hồng Thái này thì diện tích thì đều 5 x 20. Thì cái lô chúng ta đang xem đầu tiên đây, đi vào rẽ phải cho chúng ta lại tiếp tục rẽ phải. Thì lô này là hướng Tây Nam. Thì lô này sẽ nhìn sang phía bên nhà văn hóa kia. Và ngay chỗ đầu tiên này thì cái lô này nằm giữa hai cái lô đất này thì là cái cột điện. Đây, cột điện là phân chia rõ hai lô. Đây là cái mốc giới chia lô bên trái và lô bên phải. Thì nếu mua lẻ thì chúng ta mua lô bên trái sẽ hợp lý hơn. Đấy, mua lô này sẽ hợp lý hơn. Thế còn phía bên này thì nó có một cái đường dây điện hay cái gì đây. Thì cái lô này nếu mua lẻ thì rất là xấu. Thì video này thì em hiện tại đang cầm điện thoại nên cái góc quay nó sẽ hơi nhanh một chút và nó sẽ hơi rung, vì vậy là rất mong anh chị thông cảm. Thì đây là cái view của cái lô đất này. Thì xa xa kia hướng đông bắc chúng ta sẽ có một lô nữa được bán với giá là 960. Thế còn hai lô này thì ở thời điểm mà chủ thông báo thì đang bán với giá là 1 tỷ mốt một lô, như vậy là khoảng 11 triệu một mét và rất gần với đường quốc lộ 1B. Còn cái lô đông bắc đằng kia thì 960 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ ra vị trí của cái lô hướng đông bắc. Xung quanh khu vực này thì từ vị trí này trở đi sẽ có một số nhà họ đã xây dựng và ở rồi, đa số là những lô có bìa. Ở khu đô thị Hồng Thái thì phía ngoài mặt đường kia thì giá khoảng 1 tỷ 2 tỷ 3 một lô. Thế còn những cái khu vực dãy bên tay trái của anh chị đây thì sẽ rơi vào khoảng gần 1 tỷ. Càng đi sâu thì giá sẽ càng rẻ hơn. Phía bên trong này thì khá là nhiều nhà họ đang xây dựng và họ về đây ở. Gần cái khu vực này thì cũng rất nhiều những cái lô đã ra bìa rồi. Thì hai cái lô đất chủ nhà bán thì nó ở phía này. Đấy, từ phía cái cây này hất vào. Mỗi lô thì mặt tiền là 5 mét. Và cái lô chúng ta xem này thì cái điểm trừ duy nhất của nó là một cái cống ở giữa. Đây, cái cống này nó ở giữa hai lô. Đó là cái điểm trừ duy nhất của cái lô này. Lô hướng đông bắc bán với giá 960 triệu. Mà như em đã nói thì cái video này đang được cầm trực tiếp điện thoại để quay nên là cái góc quay nó không được đẹp lắm, rất là mong anh chị thông cảm. Giờ thì chúng ta sẽ ra phía bên ngoài, quay lại mặt đường chính. Thì ngoài mặt đường này thì các lô giá khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 một lô. Và cái lượng hàng có bìa cũng rất là hiếm. Còn những lô chưa bìa thì ở Hồng Thái này cũng có rất nhiều những cái khoảng giá khác nhau. Dao động trong khoảng từ 700 triệu đến 800 triệu. Còn phía mặt này nếu chưa bìa thì có lẽ khoảng 1 tỷ một lô.